Vậy là các bác khách đã lựa chọn được những sản phẩm cho mình rồi ạ. Vâng, em MAB đẩy lên xong sắp xếp để cho anh ấy ngồi. Ngồi cho nó yên chí thì thôi. Đó là những chiếc đẩy PS, những bộ mic BBS, những chiếc vang Gutin KM320 và những chiếc lưng kính Prel các bác nhé. Những hàng sản phẩm thiết thực và những nó cũng là những sản phẩm đạt chất lượng rất là ok mà hàng ngày các bác lựa chọn rất nhiều cho gia đình mình, và cũng là những thiết bị sản phẩm mà bên cửa hàng chúng em cung cấp rất nhiều ra ngoài thị trường rồi ạ. Em ơi, dự ấy chắc còn như thế thì kia có được không? Anh ơi, có ổn không? Có đi, có giữ được không? Các bác phải đi một quãng đường rất là dài. Hai bác khách này thì đi khoảng trên 40 km để về nhà em đó. Đấy, các bác thấy không ạ? Giữa trưa lắng nhưng không cái gì bằng đam mê âm thanh. Đó cũng là cái niềm tin mà các bác gửi gắm ở bên cửa hàng âm thanh Nga luôn chúng em rất là nhiều. Qua những video clip này, em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc với tất cả các bác, với tất cả quý vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc luôn tin tưởng sử dụng các thiết bị của sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Nga luôn, cũng như là biết đến những combo karaoke cao cấp mà bên cửa hàng chúng em cung cấp ra thị trường ạ. Thì chúng em bên cửa hàng chúng em thì có rất nhiều cấu hình cũng như là nhiều sản phẩm để cho các bác có thể lựa chọn cho mình, từ những cấu hình vừa tầm tiền, trung tiền cho tới những cấu hình cao cấp. Thì mọi chi tiết liên hệ các bác hãy liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại của bên cửa hàng để chúng em hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Hiện tại trong nhà bây giờ chúng em vẫn còn đang tiếp một đoàn khách nữa ạ. Vâng ạ, em xin phép tạm dừng video clip tại đây. Thì hôm nay chúng em cũng là một buổi tiếp khách cơm trưa rồi. Và tất cả các bác có nhu cầu liên hệ mua sắm với chúng em nhé. Xin chào, tạm biệt ạ.